Đặt tên cho con giống tên với diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, bố mẹ trẻ vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng biệt, gửi gắm bao ước vọng của cha mẹ. Nhiều cha mẹ đã chọn cho con mình cái tên vô cùng đặc biệt, thậm chí đặc biệt đến mức gây tranh cãi. Cái tên của em bé sau đây là một điển hình. Con cái chính là niềm hạnh phúc và tự hào của cha mẹ. Chính vì lẽ này, mỗi đứa trẻ khi chào đời đều khiến cha mẹ không khỏi vui sướng. Cha mẹ luôn muốn tự tay làm mọi điều cho con, trong đó, việc đặt tên cho con cũng được cha mẹ vô cùng chú trọng. Ngoài những cái tên đẹp mỹ miều thường thấy, nhiều cha mẹ cũng chọn cho con những cái tên vô cùng đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt đến mức gây tranh cãi. Cái tên của em bé sau đây là một điển hình. Theo đó, trên mạng xã hội mới đây vừa xuất hiện hình ảnh giấy khai sinh của một em bé với cái tên khá đặc biệt, Trần Châu Tinh Trì. Em bé này được sinh vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến tỏ ra khá thắc mắc và khó hiểu vì sao bố mẹ lại chọn cái tên này, có phải chỉ vì quá thần tượng Châu Tinh Trì mà đặt luôn tên cho con. Với cái tên này, bố mẹ có thực sự nghĩ cho con mình sau này không? Hơn nữa, ở Việt Nam, tên Trì khá hiếm bởi bản thân từ Trì sẽ khiến nhiều người nghĩ đến từ trì trệ. Liên quan đến câu chuyện này, anh DT, sinh năm 1991, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cha của bé Trần Châu Tinh Trì, đồng thời là người chia sẻ cái tên đặc biệt của con trai trong nhóm Châu Tinh Trì VNSC cho biết, như mình đã giải thích, cái tên của bé có duyên với cả bố lẫn mẹ, chứ không phải vì mình thần tượng tinh ra mà đặt lại. Đầu tiên, mình là một người yêu thích Châu Tinh Trì cũng như các bộ phim của ông. Mình lại trùng ngày sinh nhật với thần tượng nữa nên thành ra cái tên Châu Tinh Trì đã theo mình từ rất lâu. Sau này mình gặp vợ lại mang họ Châu, người gốc Hoa. Vì thế mình càng có thêm cơ duyên cho cái tên Trần Châu Tinh Trì. Vừa có cả họ mẹ trong tên bé, vừa lấy được tên theo mong muốn mà cả hai vợ chồng yêu thích. Cũng theo anh T, với cái tên này, anh và vợ mong muốn con mang năng lượng tích cực, hài hước, vui vẻ giống như vua Hải. Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi cha thử ý nghĩa Hán Việt của tên Tinh Trì đã ngã ngửa bởi cái tên này có ý nghĩa thực sự đặc biệt. Tinh có nghĩa là một tinh vân, một ngôi sao. Trì có nghĩa là tên tuổi được vang danh, nổi tiếng. Hơn cả, bé nhà mình sinh ngày 22 tháng 5, nghĩa là tròn một tháng sau sinh cũng đúng ngày sinh nhật của Tinh gia. Vì thế mình luôn cảm giác mọi thứ có duyên với bé từ lúc lọt lòng, anh T nói về ý nghĩa cái tên mà vợ chồng anh quyết định đặt cho con.